Chào mừng các bạn đã đến với top 5 máy giặt Samsung bán chạy nhất năm 2022 tại Điện Máy Xanh. Máy giặt đến từ Samsung luôn nằm trong top đầu những thương hiệu máy giặt tốt và uy tín trong lòng người tiêu dùng. Nhắc đến máy giặt Samsung, chúng ta khó mà có thể bỏ qua được việc ứng dụng công nghệ AI vào máy giặt. Đó là công nghệ giặt cảm biến thông minh AI Wash, sử dụng cảm biến thông minh, phân tích độ bẩn và khối lượng quần áo, từ đó tự động điều chỉnh lượng nước giặt xả và thời gian giặt phù hợp. Hay bằng điều khiển thông minh AI Control, có khả năng tự động ghi nhớ, phân tích và đề xuất chế độ giặt dựa theo thói quen sử dụng. Và ở một số dòng máy còn cho phép điều khiển từ xa qua ứng dụng SmartThings. Để hiểu rõ hơn về những chiếc máy giặt Samsung, trước tiên chúng ta hãy đến với vị trí thứ 5 trong danh sách, chính là chiếc máy giặt Samsung AI Invector VW10T634DLX-SV có khối lượng giặt là 10kg. Sở hữu thiết kế cửa trước hiện đại, bảng điều khiển theo phong cách tối giản, cùng tông màu xám sang trọng, máy sẽ là điểm nhấn nổi bật trong không gian nội thất. Tuy có vẻ ngoài tối giản nhưng lại không hề tầm thường, vì bảng điều khiển công nghệ AI Control sẽ ghi nhớ, phân tích và tự động đề xuất chương trình giặt mà bạn hay sử dụng. Điểm sáng giá nhất của máy chính là ngăn nước giặt xả thông minh AI Dispenser, có khả năng tự động cân chỉnh lượng nước giặt, nước xả phù hợp. Chỉ cần cho nước giặt xả vào ngăn một lần là có thể dùng được trong khoảng một tháng. Cùng với đó, máy còn giúp tiết kiệm thời gian giặt rũ nhờ vào chế độ giặt nhanh Super Speed chỉ trong 59 phút. Người dùng có thể điều khiển và theo dõi máy giặt từ xa thông qua ứng dụng SmartThings. Giữ vị trí thứ tư là chiếc máy giặt Samsung AI Invector 9kg VW90TP44DSB-SV. Tổng thể bên ngoài của máy được bao phủ gam màu đen sang trọng cùng các đường nét hài hòa và liền mạch. Tương tự như chiếc máy giặt tại vị trí thứ 5, máy có khả năng tự động phân bổ lượng nước giặt, nước xả với ngăn nước giặt xả thông minh AI Dispenser cũng như bảng điều khiển AI Control. Quần áo sẽ được giặt sạch hơn, hạn chế tình trạng sờn và hư hỏng nhờ vào thiết kế lồng giặt bề mặt kim cương độc đáo với các lỗ thoát nước cực nhỏ. Đặc biệt, máy được sử dụng công nghệ AI Wash cảm nhận khối lượng của quần áo, từ đó tối ưu lượng nước giặt, nước xả và thời gian giặt sao cho giặt sạch hiệu quả mà không lãng phí. Với ứng dụng SmartThings, bên cạnh việc điều khiển từ xa, app còn gợi ý chế độ giặt dựa trên các thông tin được cung cấp về màu sắc, loại vải hay độ bẩn. Máy giặt Samsung Invector 10kg VW10T A046AESV là chiếc máy giặt có vị trí thứ 3 trong danh sách ngày hôm nay. Thuộc kiểu dáng lồng ngang, phủ bên ngoài máy là tông màu trắng sữa sáng sủa, dễ phối hợp với nhiều kiểu nội thất, trang bị bảng điều khiển song ngữ Anh Việt. Máy dễ dàng làm quen, thao tác và sử dụng với mọi đối tượng bằng cách dùng hơi nước có nhiệt độ cao thổi trực tiếp vào quần áo. Công nghệ giặt hơi nước Hygiene Steam của máy sẽ giúp diệt khuẩn và các tác nhân dị ứng một cách hiệu quả, bảo vệ sức khỏe người dùng ngay từ bước giặt quần áo. Máy được trang bị động cơ Digital Invector giúp tiết kiệm điện, nước. Kết hợp cùng công nghệ VRT Plus, máy vận hành êm ái, bền bỉ với thời gian, không gây ra tiếng ồn, ảnh hưởng đến sinh hoạt gia đình. Tuy không thể điều khiển máy giặt từ xa, người dùng vẫn có thể chẩn đoán và đưa ra hướng khắc phục tình trạng của máy thông qua điện thoại với tính năng Smart Check. Vị trí thứ 2 thuộc về máy giặt Samsung Invector VW95TA046AXSV có khối lượng giặt là 9,5kg. Đây là chiếc máy giặt có thiết kế lồng ngang hiện đại cùng với lớp cửa trong suốt, dễ quan sát quần áo giặt bên trong. Một ưu điểm khó lòng bỏ qua của chiếc máy giặt này chính là công nghệ Eco Bubble với cơ chế kết hợp xà phòng, khí và nước, tạo ra các bong bóng siêu mịn giúp chất giặt thẩm thấu nhanh vào sợi vải, đánh bật các vết bẩn trên quần áo dễ dàng hơn so với máy giặt thông thường. Sau 40 lần giặt, máy giặt sẽ tự động thông báo khi cần vệ sinh và tự vệ sinh cửa lẫn bên trong lồng giặt khi chế độ Drum Clean được chọn. Đặc biệt, máy được trang bị công nghệ Hygiene Steam có tác dụng loại bỏ cặn bẩn và diệt 99,9% vi khuẩn, tác nhân dị ứng thông qua hơi nước nóng. Trong quá trình giặt, độ ồn và độ rung của máy giảm hơn 30% với công nghệ VRT Plus. Đứng ở vị trí đầu tiên là máy giặt Samsung Invector VW10T5260BISV có khối lượng giặt là 10kg. Đây là chiếc máy giặt lồng đứng duy nhất xuất hiện trong bảng xếp hạng ngày hôm nay. Với kiểu thiết kế đơn giản, tông màu xám chuột bắt mắt, nắp lồng giặt được thiết kế bằng kính cường lực trong suốt cùng khả năng chống sập, giúp người dùng dễ quan sát bên trong cũng như an toàn khi sử dụng. Bảng điều khiển có giao diện song ngữ Anh Việt, dễ nhìn, dễ sử dụng cho người lớn tuổi. Máy được trang bị hộp đánh tan bột giặt Magic Dispenser với cánh quạt xoay đều làm cho bột giặt hòa tan vào dòng nước, từ đó không còn tình trạng cặn bột giặt bám lại quần áo. Bên cạnh đó, máy giặt này còn có chế độ Deep Softener giúp lưu lại hương thơm trên quần áo lâu hơn. Máy còn tiết kiệm điện tối ưu và vận hành êm ái.
không gây tiếng ồn quá lớn nhờ sử dụng động cơ truyền động trực tiếp kết hợp với công nghệ Digital Inverter hiện đại. Ngoài mẫu có khối lượng giặt là 10kg, ở dòng này, Samsung còn cho ra mắt mẫu 9kg để người dùng có nhiều sự lựa chọn hơn. Vừa rồi là top 5 máy giặt Samsung được bán chạy nhất tại Điện Máy Xanh trong năm 2022 vừa qua. Phải nói rằng, những chiếc máy giặt vừa rồi đều được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, giúp quá trình giặt giũ của chúng ta trở nên nhẹ nhàng hơn. Nếu ưng ý sản phẩm nào, hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1061 hoặc truy cập vào trang web dienmayxanh.com để được tư vấn, đặt hàng và giao hàng miễn phí nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video sau.